Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ. Và hôm nay thì bên em Vũ Dương Ô Tô muốn review cho các bác một chiếc xe mà phải nói là bản full kịch của dòng Moling, một mẫu hatchback mà làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Và đây là một chiếc xe 100% xe gia đình, không có tư nhân taxi dịch vụ gì cả. Xe bao đẹp bao chất, 4 bánh phanh đĩa các bác nhá. Vâng, đây là một chiếc xe có toàn bộ 4 bánh đều là sử dụng phanh đĩa luôn. Cửa sổ trời ấy, điều hòa auto, đèn pha auto, và đặc biệt là chiếc xe thì gần như là nguyên bản tuyệt đối cho các bác. 6 túi khí an toàn. Và đây là một chiếc xe bản nhập với động cơ máy là 1.0 2011 sản xuất, và chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Một chiếc xe mang màu sơn vàng, có thể nói là đây cũng là một cái màu rất là thịnh hành. Vâng. Và chiếc xe thì mang biển 29A56229. Bác nào mà yêu thích cái dòng Kia Morning thì đây là một mẫu xe không nên bỏ qua. Một chiếc xe đẹp, kính thì còn zin toàn bộ. Đấy, nội ngoại thất của xe vẫn còn nguyên và xe rất là căng cứng luôn nhá. Lốp dép đầy cả dàn, sạch sẽ, máy êm thin thít, nổ thì thầm. Và chiếc xe này thì được tích hợp rất nhiều cái công nghệ an toàn. Đấy. Trông thì tưởng hatchback là hạng gà thôi, nhưng ai ngờ thì nó được trang bị tận răng công trình như những chiếc xe hạng C luôn các bác ạ. Vâng, cao cấp, đẳng cấp luôn các bác nhá. Đấy, máy gồm êm thin thít luôn, động cơ máy là 1.0, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào tầm khoảng 4 lít đến 4 lít rưỡi trên 100 cây. Và đây là một cái dòng xe nhỏ gọn xinh xắn dành cho chị em, với cái giá nó chỉ có hơn 200 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay được chiếc Kia Morning này rồi, đời 2011 các bác nhá. Vâng, đời 2011 nhiều bác bảo ôi sao nó cao vậy, thì thưa với các bác là những chiếc xe bản nhập và những chiếc xe mà bản full kịch thì bao giờ giá của nó cũng rất là cao các bác nhá. Vì nó theo độ chất và độ khung tôn các thứ của xe bao giờ nó cũng rất là chắc chắn và dày dặn. Và hàng nhập thì bao giờ nó cũng có đẳng cấp hơn hẳn so với những cái chiếc xe mà sản xuất ở bản Việt rồi. Và chiếc Kia Morning này thì em đang bán cái giá chỉ có hơn 200. Nên là bác nào mà yêu thì qua cửa hàng em xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Một chiếc Kia Morning xe gia đình, không có taxi dịch vụ một ngày nào. Xe rất đẹp, giấy tờ hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ. Đấy, các bác có thể nhìn ngay từ mặt catalog của chiếc xe, logo này, đấy, hay là biển số đây. Đẹp đẽ, sạch sẽ và không có lỗi lầm. Đấy, cản trước xe thì kể cả là đèn trên xe cũng đã được lên. Cái này là nguyên bản form của nó nhá, là đèn lên đèn mi LED này, kết hợp với mí LED phía dưới này, kết hợp đầu đèn xi nhan tích hợp bên trong. Còn hệ thống đèn gầm của chiếc xe thì đã là đèn nguyên bản. Đấy, bầu đèn sạch sẽ và không hề có lỗi nhá. Toàn bộ sơn xi đồng cản xe đều đẹp luôn. Đấy các bác nhìn này, đồng cản xe rất là đều đẹp, sạch sẽ. Bầu đèn căng, không có một chút ố vàng, cũng như là không có đọng nước, không rạn nứt. Đấy. Còn đèn cản dưới cũng thế. Đấy các bác nhìn đây. Vâng, chất xe thì tất cả các cái trang thiết bị của xe thì cũng tương đối là hoạt động hoàn toàn bình thường. Tôn cabo là zin, ốc cabo chưa tháo mở. Vâng, và tôn sườn này. Đây là một mẫu xe thời thượng đẳng cấp với 4 quả lốp Bridgestone, lốp 2020. Cái này thì cũng không nói là lốp nguyên bản được vì đã là chạy lâu rồi, và xe thì cũng đã chạy được hơn 12 vạn 9 rồi. Nhưng mà được cái là la răng phay hoa mai của xe là la răng hàng xịn sò đúng bản nhập luôn. Đấy, các bác nhìn này, riêng quả la răng này nó là hàng độc đối với bản nhập nhá. Và phanh đĩa là 4 bánh đều sử dụng phanh đĩa cho chiếc xe này. Đấy, lốp dép vẫn còn rất là dày, 2020 đến bây giờ mà lốp còn dày như thế này. 4 quả lốp thì như nhau. Đấy. Và cua lốp, lòng lốp là không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy các bác nhìn này, lòng lốp là không có một chút mục mọt nào luôn nhá. Xi nhan được tích hợp trên tay gương, và gương kính thì có điều chỉnh điện cục xe. Toàn bộ gương chiếu hậu của xe là cũng là đều gương zin. Đấy, cái này là đều là gương zin các bác nhá, nguyên bản luôn, không có thay thế gì cả. Đấy, toàn bộ viền chân kính này, các bác nhìn này, ốp chrome sáng bóng luôn, hay là vè mưa đều có. Phần chân, đấy các bác nhìn cửa nóc này, các bác nhìn này, nó còn đẹp nỉ, nó còn đẹp như thế này. Và kể cả đây nó không hề có đọng một tí han ố nào luôn. Đấy, xe rất là đẹp và chất luôn nhá, cứng ăn đét luôn. Chỉ keo của xe thì toàn bộ là keo chỉ bao zin. Đấy, bác chủ bác ấy cũng đã dán chống ồn vào đây. Đấy, dán chống ồn để nó lại còn đi nó đầm chắc và êm hơn. Mặc dù những cái mẫu Kia Morning hàng nhập này là những cái mẫu xe rất là xịn sò, êm, đấy chắc chắn. Thế nhưng mà đây nó còn được thêm nữa vậy. Đấy, kính điện lên xuống là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và bác có thể để ý là phim cách nhiệt của xe là phim cách nhiệt màu đen. Khi mà đóng vào thì gần như là bên ngoài là không nhìn cái gì bên trong. Đấy các bác nhìn này, soi gương được luôn, không nhìn cái gì luôn. Và chiếc xe này thì kính điện là 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường.
kính lái là ô tô một chạm đấy. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, toàn bộ kính này. Đấy, kính của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường, lên xuống bình thường nhá, không hề có lỗi gì cả. Đấy. Và nội thất bên trong là ghế da màu đen. Đấy, ghế da xịn sò màu đen, da nguyên bản. Đấy, các bác nhìn này. Và túi khí an toàn ở trên ghế nó cũng có nhá, hai ghế lái và ghế phụ đều có túi khí an toàn. Da khâu chắc chắn. Và phần dưới này thì sàn của chiếc xe đang là sử dụng sàn da 6D, có sàn xoắn chống bẩn. Đấy, còn xe đi 13 vạn, 12 vạn 9 nè. Đây các bác nhìn cái bản nạp chân phanh chân ga của nó vẫn còn rất là mới nhá. Và đặc biệt chiếc xe này có chức năng là sấy tay vô lăng. Đấy, có luôn, không thiếu cái gì. Đấy, được trang bị đầy đủ các cái phím tích hợp trên đây. Đấy, đàm thoại rảnh tay hay là điều khiển giọng nói. Bên này thì có các cái mốt cài đặt bên này. Và phần vô lăng khâu da của xe thì vẫn gần như là mới tinh. Đấy các bác nhìn ạ. Và vô lăng khâu da căng đét luôn nhá. Và vô lăng của con này phải nói thực sự là quá mới luôn. Đấy, các cái cụm đèn này, đèn pha ô tô tùy chọn đèn đây. Nó còn rất mới này các bác ạ. Đấy. Và bên này cũng thế, gạt mưa này, các cái phím gạt mưa đây. Gạt mưa của xe thì tương đối là tơi và sạch êm. Còn mặt táp lô xe thì không cần nói bàn rồi, phải nói thực sự là quá mới luôn. Như xe mới các bác ạ. Màn hình zin nguyên bản nhá. Và điều hòa của chiếc xe là điều hòa auto. Đấy, nóng lạnh đầy đủ, không thiếu cái gì. Đấy, cần số tự động zig zag này các bác. Đấy, tay phanh thì gần như là mới tinh. Đấy, sàn nó còn nguyên này. Đấy, và tất cả các cái chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Tem xe đây, 2011 sản xuất đấy các bác nhá. Số khung số máy đầy đủ. Và đây, đấy, cái bản lề này. Đấy, bản lề trong của xe đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Đây là một chiếc xe màu vàng rất là đẹp. Vâng, màu này thì nó trang nhã, gọi là vàng chanh, êm ái dịu dàng, sang trọng đẳng cấp. Vâng. Còn nó có mấy bộ màu cơ. Moling thì nó rất nhiều phiên bản, nhưng cái bản này là bản cao cấp nhất của Moling. Đấy, bản full kịch. Đấy, da, đây là da này, toàn bộ này là da nhá. Nhiều con thì cái này nó sẽ bằng nhựa, nhưng mà đây là bằng da, toàn bộ cái phần tì này bằng da. Vâng, bản cao cấp nó khác hoàn toàn so với các cái bản thường mà. Vâng, khoảng không gian bên trong thì rất là rộng rãi tiện lợi nhá. Không phải tưởng là hatchback thì nó chật bí, nhưng mà đây là vẫn rất rộng các bác nhá. Trần này, sạch sẽ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, trần đây này. Đấy, và cửa sổ trời luôn, không thiếu cái gì. Đấy, nội thất bên trong xe thì tươi rói luôn, sạch sẽ. Vâng, và các cái phần bản lề này của nó vẫn còn gần như là mới tinh. Đấy, vẫn còn rất là đẹp. Chạy 12 vạn 9 mà xe vẫn còn rất là nét. Lốp này thì đằng sau này là lốp 2018, đến nay là 5 năm rồi. Nhưng các bác nhìn này, rãnh lốp này gần như người ta ít đi, rãnh lốp nó vẫn còn rất là dày. Đấy, các bác đi những cái dòng này thì nó không bị chạy mài mòn nhiều, không chịu tải nhiều, nên là thực sự những cái chiếc xe như thế này thì nó đi nó sẽ rơi vào tầm khoảng 8 đến 10 năm mới thay lốp một lần. Đấy, và phần cua lốp này, đấy, các bác nhìn cua, lòng cua lốp này sạch sẽ và không hề han mục một chút nào. Đấy, tôn sườn thì rất dày. Và toàn bộ cánh tôn của xe này là được dán chống ồn hết các bác nhá. Vâng, những cái dòng này là những dòng xe mà nhiều người, người ta có điều kiện, người ta mua về để đi, thế nên là chống ồn giống như các thứ của người ta làm rất là cẩn thận. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe là sử dụng đèn hậu LED. Đây các bác nhìn này, một dàn LED luôn. Đấy, ba dải LED. Đấy, rất là mới, bóng đen căng và không hề có lỗi lầm, không hề rạn nứt ố vàng, à, vẫn còn nguyên. Đấy, đèn zin và đèn hậu phía dưới đây. Đấy, à, rõ nét và có các cái mắt cảm biến lùi phía đằng sau. Biển số đẹp đẽ sạch sẽ. Đấy. Đấy, các bác nhìn nhá, chất xe rất là căng đều và được cái là con này thì gần như là zin toàn bộ. Đấy, đây ốc bản lề này các bác nhìn. Đấy, hoặc là chỉ này, các cái đường keo này, đấy, nó còn nguyên. Bên em thì bán mua bán trao đổi tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Các bác nào có xe cần mua bán trao đổi thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp đánh giá, hoặc là các bác ở tỉnh xa có thể là tiến hành đặt cọc, bên em sẽ chuyển xe đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, đây là một trong những chiếc xe bản full kịch, hàng xịn sò mà rất nhiều người tìm. Hồi xưa thì cái thời nó hiếm xe thì những cái chiếc xe này bao giờ đi ra đường nó cũng đẳng cấp rồi. Nếu mà thuộc dòng hatchback thì những chiếc xe này là những chiếc xe mà có thể gọi là lão làng và cao cấp nhất của bản hatchback. Vâng, đúng thật, vì đây là một chiếc xe 4 bánh phanh đĩa,
Hàng hiếm lâu lắm mới về bên em Vũ Dương Ô Tô. Vâng, thực sự là rất là lâu rồi. Bên nhà em mới về được một con bốn bánh phanh đĩa. Chứ còn nếu mà là cái loại mà hai bánh trước phanh đĩa hoặc là không cửa nóc thì cực kỳ nhiều. Nhưng mà đây là một chiếc xe bốn bánh phanh đĩa đầy đủ. Đấy. Lại toàn bộ được dán chống ồn hết rồi. Và các bác không phải làm một cái gì luôn. Các bác chỉ việc chạy thôi. Đấy. Tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn ok. Bản lề này, các bác nhìn ốc bản lề này. Đấy, nó còn căng đét luôn như thế này. Xe bao đẹp, chất bao cứng luôn cho các bác nhá. Và nội thất về bao tươi đẹp. Đấy, nội thất này vẫn còn gần như là mới tinh luôn. Nội thất căng đét luôn. Cửa chắc chắn. Đấy, tôn vỏ làm cách chống ồn nó khác hoàn toàn luôn. Xe rất dày, đấy, bề tôn dày, đấy, căng. Và đi những cái dòng này nó các bác là quá êm luôn. Được sống ồn lại còn tôn vỏ là xe của Hàn Quốc nhập khẩu nguyên chiếc. Nên là nó rất là dày cho tôn. Đấy các bác nhìn. Đấy, các cái phần này nó còn không dính một tí sơn nó luôn. Đấy, phần xe dưới các bác. Đấy. Còn nội thất ghế, cả cả ghế bên phụ là xe là cũng có túi khí đầy đủ nha các bác nhé. Đây. Đây là một chiếc xe bản 6 túi khí mà. Vâng. 6 túi khí, nhiều bác thắc mắc bảo ở đâu lắm túi khí thế. Thì thưa các bác là vô lăng một cái này. Bên này một cái này, hai ghế là hai cái nữa, và dọc cái sườn này từ cột A đến cột B, cột C là toàn bộ đấy là hai chiếc hai bên. Đấy, thế là 6 cái nhá. Máy nổ thì êm thì thầm luôn, đứng đây gần như là không nghe tiếng máy. Vâng. Và cái dòng này nó cũng là một cái dòng xe đẳng cấp, độ chất thì có thừa. Đấy, máy số thì ngon. Đấy. Máy ngon, số zin, xe đẹp, bao căng. Đấy, các bác nhìn này. Động cơ máy Kappa DOHC 12 van nữa. Máy êm thinh thích thôi. Nổ thì thầm. Đấy, động cơ này thì rất tiết kiệm với mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào tầm khoảng 4 đến 4 lít rưỡi trên 100 cây. Aqui LBD. Các bác nhìn này, ốc cabo còn chưa động chạm một tí gì. Đấy, ốc cabo còn chưa ra. Chỉ cabo là zin luôn này, chỉ cabo zin nguyên nhá. Vâng. Và chiếc xe hàng hiếm này thì về cửa hàng em được 2 hôm thôi. Đấy, hôm nay mới có thời gian review được vì là đợt này xe về cũng khá là nhiều. Đấy, nên là bác nào mà yêu thì các bác cứ điện thoại trực tiếp qua 0869 158926.